bonsai lá lý này, cây này chơi bonsai rất là đẹp nha, trái rất là thơm. Đây là ổi bonsai lá lý nha các bạn. Ổi bonsai lá lý này, cây này chơi bonsai rất là đẹp nha, trái rất là thơm. Trái nó tí tí à, nhỏ nhỏ nhưng mà rất là thơm nè. Góc nó bự. Rất là già. À đế nè. Cái này mình chưa khui đế lên đó. Nó còn đế còn âm ở dưới còn rất là đẹp. Cái này bạn nào có tiểu cảnh thì về trồng vô cái tiểu cảnh nào ở gần thác nước hay là hồ cá coi rồi đó. Rất là tuyệt vời. Hoặc là để trên chậu luôn. Cái này thành phẩm rồi. Không có cần phải uống nắng gì nữa nha các bạn. Mình đã thả dây nhôm cách đây khoảng cả năm trời rồi. Hẻo lả này dáng lượng chi cành rất là ok. Đấy rất là nhiều nha. Vừa rồi do mình cắt tỉa cho nên là mình đã bỏ bớt một số, nhưng mà bây giờ nè, em quay lại gần này. À trái nè. Cái này là chi chích bông nè. À, bông rất là nhiều nè. À, cái này nó rất là thơm nha các bạn. Đấy bông nè. À, chi chích luôn nè. Ở trên ngọn nó nè, uống ngắn đã không? Già cây ghê không? Cây này cao tầm khoảng 2 mét. Tàn thì rất là đậm. Tàn khoảng 1m3. Ngang 1m3. Này thế này là thế thiệt lắc. Có thêm một cái bể gọi là sông thân. Này nhánh sông thân nè, nhỏ nè, nhánh con nè, nhánh mẹ nè. Tại nhà vườn Khánh Võ nha các bạn. Điện thoại đặt hàng là 0962347777. Mình có những cây nhỏ hơn, có dòng bonsai nhỏ hơn nữa. Cây này là thành phẩm rồi. Cái này là thành phẩm rồi.